một người gốc Việt bị truy tố tội bóp cổ chết một phụ nữ từ mối quan hệ tình dục tại Utah. Đây là tin tức đến từ Salt Lake City, Utah. Tờ báo mạng kalitoday com hôm ngày 9 tháng 12 đưa tin cho biết rằng một người đàn ông gốc Việt có tên là Minh Đông Trịnh, năm nay 41 tuổi, đã bị bắt về tội làm chết một phụ nữ tại khách sạn ở đường Main Street Hotel thuộc tiểu bang Utah. Vụ án mạng xảy ra hồi đầu tháng 10 qua và nghi can Minh Đông Trịnh đã bị cáo buộc giết một phụ nữ có tên là Elizabeth Silver, 30 tuổi. Tin này nói rằng ông Minh Đông Trịnh cùng với ba người khác, trong đó có Elizabeth Silver vào khách sạn nói trên thuê một phòng. Lời khai của nhân chứng đã nói rằng đã thấy ông Minh Đông Trịnh và Elizabeth Silver vật lộn và rơi từ trên giường xuống đất người này tưởng là hai người kia đang giỡn nhưng sau đó thì trông thấy bà elizabeth silver đã chết ngồi đầu gục xuống minh đông trịnh bị bắt và bị cáo buộc đã giết chết người bạn cùng phòng nghi can minh đông trịnh thú nhận đã gà gẫm bà elizabeth silver quan hệ tình dục nhưng đã bị từ chối kết quả giảo nghiệm tử thi cho thấy bà elizabeth silver chết vì bị ngột thở nghi bị minh đông trịnh bóp cổ vẫn theo CaliToday.com thì nghi can Trịnh Minh Đông đã từng phạm tội đánh đập và bắn một người đàn ông tại Taylorville bị thương. Kính thưa quý vị.